Tập 6. Liên hoàn kế. Khi Đổng Trác rời đô về Trường An, đã đốt cháy hết tất cả mọi thứ ở kinh đô Lạc Dương, lửa cháy ngút trời. Tôn Kiên kéo quân vào Lạc Dương, vô tình lấy được ngọc tỷ truyền quốc dưới giếng trong điện Kiến Xương. Ngọc tỷ truyền quốc nguyên là ngọc bích họ Hòa, quốc bảo của nước Sở thời chiến quốc, sau lưu lạc các nước rồi mới được Tần Thủy Hoàng dùng để đẽo ngọc. Tháng 10 năm 206 trước công nguyên, khi Lưu Bang tiến quân vào Hàm Dương, Tần Tử Anh dùng dây đeo ấn của mình buộc vào cổ, niêm phong ngọc tỷ và phù tiết, đứng ở quỹ đạo chờ dâng cho Lưu Bang để xin hàng. Ngọc tỷ truyền quốc từ nhà Tần chuyển sang nhà Hán vào năm 206 trước công nguyên và tồn tại đến thời Đông Hán. Trịnh Phổ khuyên Tôn Kiên về Giang Đông ngay. Hôm sau, Tôn Kiên gặp Viên Thiệu nói cáo bệnh xin về Trường Sa. Viên Thiệu có thân cận mật báo nên biết hết cả. Tuy nhiên, Tôn Kiên một mực chối từ việc có ngọc tỷ rồi kéo quân đi. Ngay lúc đó có tin báo, Tào Tháo mang quân đuổi theo Đổng Trác bị mai phục, đại bại trở về. Viên Thiệu bày tiệc rượu để an ủi Tào Tháo. Tháo uống rượu say nói 18 lộ chư hầu chỉ trần trừ không đồng thuận dẫn đến thất bại, nói rồi buồn bực và bỏ đi. Đổng Trác sau khi lập kinh đô riêng ở Lạc Dương thì uy hiếp quần thần bằng cách giết người bắt họ uống máu tươi. Quan Tư Đồ Vương Doãn không nhẫn nhục, quyết định phải giết bằng được Đổng Trác. Vương Doãn có đứa con nuôi tên là Điêu Thuyền tuổi vừa trăng tròn. Vương Doãn thấy Điêu Thuyền nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần thì nói: "Ai ngờ số phận Đại Hán lại do ngươi quyết định. Thủ hạ của Đổng Trác là Lã Bố, dũng mãnh thiện chiến, không ai có thể địch nổi, được Đổng Trác rất trọng dụng, thường được tùy ý ra vào chỗ Đổng Trác. Lã Bố và Đổng Trác có một căn bệnh khó chữa là tham tài, háo sắc." Vương Doãn quyết định nói với Điêu Thuyền muốn dùng liên hoàn kế, vừa hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố rồi lại dâng cho Đổng Trác, và tìm cách ly gián hai cha con chúng nó sao cho Lã Bố giết chết Đổng Trác. Điêu Thuyền vì mang ơn nuôi dưỡng của Vương Doãn suốt mười mấy năm nên can tâm đồng ý. Vạn nhân chi xạ. Một hôm, Vương Doãn cố tình cho Điêu Thuyền gặp Lã Bố khi hắn đi săn. Lã Bố thấy Điêu Thuyền thì ngây ngẩn. Vương Doãn lại mời Lã Bố về phủ chơi. Vương Doãn lợi dụng cơ hội này, vừa cố ý tâng bốc Lã Bố, vừa mở tiệc khoản đãi, lại cho Điêu Thuyền vừa thông minh vừa xinh đẹp mời rượu Lã Bố. Điêu Thuyền là người quốc sắc thiên hương, làm cho Lã Bố ngơ ngẩn. Vương Doãn thấy thế, bèn nói với Lã Bố: "Tướng quân, tôi coi ông là người chí thân mới cho Điêu Thuyền gặp ông. Nếu như tướng quân không chê, tôi muốn gả Điêu Thuyền cho ông, không biết ông có bằng lòng không?" Lã Bố đã sớm động lòng, nghe nói như thế, sung sướng vô cùng, vội đứng dậy tạ ơn. Vương Doãn nói: "Tôi đã chọn được ngày tốt để Điêu Thuyền đến phủ tướng quân." Điêu Thuyền đem cái mũ vàng nạm ngọc Minh Châu trao cho Lã Bố. Lã Bố cứ nhìn Điêu Thuyền chăm chăm, Điêu Thuyền cũng làm ra bộ vui vẻ, nhìn Lã Bố rất tình tứ. Vương Doãn nói uống rượu say hơi mệt nên về phòng nghỉ, để lại Điêu Thuyền ở lại hầu rượu Lã Bố. Mấy ngày sau, Vương Doãn lại mời Đổng Trác đến nhà mình. Vương Doãn đã sớm biết Đổng Trác đã có dã tâm chiếm ngôi vua, bèn cố ý nói với Đổng Trác: "Tôi từ nhỏ đã giỏi xem thiên văn. Số phận của Triều Hán đã đến ngày rồi, Thái sư ngài cũng chẳng qua chỉ như Thuấn thay Nghiêu, Vũ thay Thuấn vậy thôi, thế là hợp với ý trời, hợp với lòng dân." Đổng Trác nghe nói hớn hở, ngay lúc đó tỏ ý sau này khi lên ngôi hoàng đế sẽ trọng dụng Vương Doãn. Doãn cũng không từ chối, lại lệnh cho Điêu Thuyền ca múa cho Đổng Trác xem. Đổng Trác vừa nhìn thấy Điêu Thuyền, mắt đã sáng lên. Vương Doãn kêu Điêu Thuyền chúc rượu Thái sư. Doãn cười trong bụng, nói: "Tôi muốn đem nó dâng Thái sư, không biết ngài có bằng lòng không?" Đổng Trác vô cùng vui vẻ, lập tức đứng dậy mang Điêu Thuyền trở về cung. Tin Điêu Thuyền đến phủ Thái sư rất nhanh chóng đến tai Lã Bố, hắn tức giận vô cùng, lập tức tìm đến Vương Doãn, lớn tiếng chửi mắng. Muốn biết Vương Doãn xử trí Lã Bố thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.